Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về Summoner War Lost in Chulia. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế chưa, khởi đầu với một cái mùa giải mới, tiếp tục lại đi tiếp cái trận đấu xếp hạng thôi. Thì đội hình cơ bản thì vẫn giữ như cũ, nó không có gì thay đổi nhiều lắm. Thì ở đây nó vẫn sử dụng ở đây một con thí nghiệm mới gần đây mình chơi là con Leo. Mà mình thí nghiệm nó, tất nhiên mình luyện nó vẫn chưa xong nó. Nhưng Leo đi cùng với Ngọc Cam. Tiếp tục nữa vẫn sử dụng là một những con truyền thống của mình, con Ngộ Không, một những con ấn tượng nhất của mình, cũng như là mình ra Ngọc Cam sớm mà có thể quay được Ngọc Cam. Tiếp tục nữa là mình vẫn sử dụng kết hợp cùng con Bell này. Nói chung không biết đọc là gì, hay đọc con Bell cho dễ đọc, đúng không? Thì đây con này hoặc có thể gọi sau gọi luôn là con Ma Cà Rồng đi. Ma Cà Rồng nó hay sợ lẫn với con một cái con khác, con Ma Cà Rồng khác thì mình thường gọi là Ma Cà Rồng cho dễ đọc đấy. Thì là ba con này chơi này. Tiếp tục là mình có sự quay trở lại kết hợp với con Leo, thì mình có sử dụng con Poseidon. Con Poseidon ở đây hầu như đều ra số từ con Ngọc Cam luôn. Bên cạnh đó thì vẫn dùng cái cặp ngày xưa là Ngộ Không đi cùng quân Jin là tấn công có sức tấn công cao nhất của đối thủ. Tiếp tục là về mảng hồi sinh hỗ trợ đinh tinh và đánh theo thủ, ở đây mình sẽ có con Ata, đúng không? Dùng con Ata này. Tiếp tục là đánh theo hàng thì mình có cô gái Trung Hoa, một những con mà mình cũng dùng để lật kèo tương đối nhiều, tại vì kiểu nó đánh nhiều đòn đấy, có thể dùng nó để kết liễu những con cuối cùng của địch. Nhưng mà đánh những lúc nó còn nhiều thì không ăn thua, nhưng mà lúc còn cuối thì nó khá là lợi. Thì đấy là một số cái con tướng tiêu biểu cho cái đội hình lần này mình sử dụng. Còn tạm thời một số con khác mình cho bay ra khỏi đội hình rồi, tại vì thời gian chỉ chơi được đôi 4-6-8 tướng thôi, không được con này mất con kia. À, còn slot 1 thì vẫn là Orochi Ngọc Tím để lấy khả năng chống chịu nhé. Đấy thì bây giờ ta sẽ cho bạn xem một số trận đấu trong cái mùa giải này. Mở đầu cho video này có lẽ là trận đấu này sẽ là trận đấu dài nhất trong những cái trận đấu trong giai đoạn gần đây. Một trận đấu mà ngồi kỳ kèo nhau khá là lâu, với bên kia sử dụng hai con hỗ trợ bút máu khá nhiều. Khởi đầu ở đây chúng ta sử dụng con nào? Bên kia sử dụng Poseidon, của mình sử dụng Orochi tấn công và con băng ở phía đầu. Mình sử dụng con Ma Cà Rồng để gây sát thương nối tiếp, bên kia đóng băng nhưng mình có đang đeo cái ấn thạch miễn dịch tơn 1 nên mình vẫn ra chiêu bình thường. Nhưng mà có vẻ đối phương kháng khá là nhiều nên gần như mình cũng không gây được hiệu ứng lên mấy. Mình sử dụng Jin tấn công con tóc tí ở bên địch, để gắn cái liễu nó sớm. Bên kia nó sử dụng con Ariel để nó xóa đi hiệu ứng bất lợi, cũng như bơm thêm máu và bút thêm giáp. Mình sử dụng Poseidon để xóa bớt cái giáp của đối thủ đi. Dùng con Leo tấn công tiếp vào con tóc tím, nhưng mà chưa kết liễu được, chắc phải chờ đến Ngộ Không. Ngộ Không đập xuống và kết liễu con tóc tím nào. Giết thành công một những con đang nguy hiểm nhất của địch nhé. Orochi tấn công liên tiếp, tấn công tiếp vào con băng. Bên kia Poseidon nó ứng nộ, tiếp tục giảm tốc mình xuống. Mình sử dụng sát thương nối tiếp để gây sát thương nối tiếp lên cho địch. Con cha sơn sẽ cân bằng máu lại cho địch và bơm máu theo lượng máu tối đa con cao nhất cùng hàng. Mình sử dụng Jin tấn công tiếp vào Ngộ Không là một con nguy hiểm thứ hai của bên đối phương. Bên kia lại xóa hiệu ứng bất lợi đi, bơm thêm máu lên và bút giáp lên. Poseidon của mình sẽ vai trò quá là sao để xóa cái sức tăng tấn công của địch. Bên kia Ngộ Không địch đánh trúng cái phân thân Ngộ Không mình. Ở đây hiện tại Poseidon mình chưa hồi đủ chiêu, chưa xóa hiệu ứng. Leo tiếp tục tấn công tiếp hàng sau, bên kia lại dùng Poseidon giảm tốc mình tiếp. Cô gái Trung Hoa quán tấn công hàng trước, quán kết liễu hàng trước sớm sớm. Bên kia ra phép chuyển đổi, như vậy là cái chiêu thức của cô gái Trung Hoa vô tình sẽ tăng máu cho bên địch nhé. Ngộ Không đập chết Ngộ Không địch lấy lợi thế, nhưng bên kia lại tạo ra thiên bất tử, đâm ra phát này Ngộ Không mình đánh coi như công cốc. Mình tăng tốc độ lên chuẩn bị phản công tiếp, tại mình vẫn có những con xóa cái khiên kia, mà cái khiên của họ cũng kết thúc rồi. Jin tiếp tục tấn công tiếp vào Ngộ Không. Mình giết thành công Ngộ Không trước khi con Ariel kịp bơm máu. Orochi được tấn công liên tiếp. Orochi mình còn bất tử không? Không biết còn không, nhưng mà ít nhất là hiện tại vẫn còn đủ máu để sống. Michael Poseidon bên kia nó yếu, không là chết rồi. Leo tiếp tục tấn công tiếp quán kết liễu hàng trước này. Giết được Poseidon thành công rồi. Ata chém xuống quán kết liễu Ariel, rất tiếc là bị ăn choáng rồi, bên kia họ choáng. Orochi tấn công liên tiếp nào, gây sát thương nối tiếp lên, nhưng Ariel sẽ xóa được cái sát thương nối tiếp này. Và nó bơm lượng máu tương đối nhiều. Địch còn hai con bơm máu đánh nhây nhây ở chỗ này này, khi mà địch có hai con bơm máu. Ngộ Không bị đập xuống nhưng mà không kết liễu được Ariel, nó lại bơm máu lên. Ata chém xuống cũng không kết liễu được Ariel, nó lại bơm máu lên tiếp. Cái team này rất là nhây cho bơm máu để cấu giờ nhiều. Orochi được tấn công lên tiếp.
thì bên kia con cha sư nó lại cân bằng máu lên, lại coi như đầy áp cây máu. Bên kia lại xóa được bất lợi, như thế thì cái sát thương đối tiếp mình lại vô dụng luôn. Ngộ không đập xuống chắc chắn là rất sẽ chưa chết, mặc dù sang cạn kiệt một rồi. Thậm chí là bị Mô Long nó chém chết, Mô Long nó khắc hệ mà sang cạn kiệt một mình bị yếu chỉ số xuống rồi bị chết. Giờ Ata chém xuống rồi, xóa kiên mà chém xuống, nhưng cũng không chết được địch. Bên kia cha sư nó lại cân bằng máu lên, lại đầy cây máu. Mỗi sang mỗi cái cạn kiệt thì các chỉ số được tụt xuống nhé, nên thì ra cơ hội gây sát thương được lớn hơn. Nên mình phải câu giờ xuống cạn kiệt càng lâu càng tốt, nó tối đa 3 lần cạn kiệt. Poseidon tấn công xuống, xóa hiệu ứng của địch, giảm tốc địch xuống. Orochi hoang tấn công tiếp, nhân lúc đang ngon trong cạn kiệt, nhưng lại bị ăn choáng à? Kháng rồi vẫn gây sát thương được nhưng mà vẫn chưa kết liễu được. Mặc dù nó gần hết máu rồi nhưng mà hai con sau nó vẫn còn đầy máu nên nó vẫn có thể cân bằng máu lên được. Ý tưởng là mình muốn chém trước khi con cha sưng cân máu lên, nhưng mà rất tiếc là mình ấn chậm hơn nên mà người ta vẫn kịp bơm máu trước khi mình chém xuống nên vẫn chưa kết liễu được. Mình đang chuyển sang cạn kiệt 2 rồi, cạn kiệt 2 chỉ số tụt xuống tiếp nên là bạn thấy sát thương mình gây ra sẽ lớn hơn khi chỉ số cứ tụt dần để quá giải quyết trận đấu. Leo tấn công tiếp nào, vẫn chưa kết liễu được, nó lại bơm máu lên tiếp, lại nhây tiếp, chuẩn bị xuống cạn kiệt 3. Poseidon giảm tốc xuống, chính thức sang cạn kiệt 3 này, chỉ số tổng lại tụt xuống tiếp, HP trừ đi 80% rồi. Thì mình có thể nhân cơ hội này kết liễu địch nên vì nó xuống cạn kiệt 3 mới kết liễu được con Ariel. Bây giờ nhưng vẫn còn một con bơm máu nữa phải kết liễu nữa. Thì dùng Leo tấn công cả hai mục tiêu vì giai đoạn này bắt đầu máu tụt xuống có thể hy vọng được, nhưng mà bị Mô Long chém chết mất con Leo rồi. Dùng Ata chém xuống các kết liễu Mô Long này. Còn cha sư kia nó lại cân bằng máu lên, nhưng mà giờ đang cạn kiệt 3 có hy vọng để chém được đam nhiều. Để đánh phát chết luôn Mô Long, như nó cũng đồng thời Mô Long cũng sẽ dùng cái nội tại nó để chém chết luôn Ariel của mình. Nên phát này giờ mình phải kết liễu được con bơm máu của địch. Còn một giây cuối cùng mình sử dụng Orochi tấn công lên. Thì do trong cạn kiệt 3 bạn thấy là mình có thể kết liễu được. Chứ nếu ở đấy chưa sang cạn kiệt chắc chắn mình không giết được con búp máu ấy đâu. Đấy là thắng trong những giây cuối cùng nhá, đúng một giây nữa thôi là mình sẽ thua. Nhưng may mắn thắng được. Nên trận này có lẽ là trận gay cấn nhất trong cái video này. Bây giờ tôi cũng sang một trận khác. Trận tiếp theo tôi lại đến với những con chuột, lại tiếp tục gặp lại những con búp máu như trận trước, có Ariel, bên kia chơi cả Ata, chơi cặp đôi thiên sứ. Và có những con đam đơn khá là mạnh như là Sophia kết hợp với lại Ngộ Không. Bên kia sử dụng Orochi tấn công phủ đầu. Mình sử dụng Jin tấn công và Sophia gắn kết liễu Sophia trước. Nhưng rất tiếc là con Sophia địch nó kháng cao quá, mình không gắn hiệu ứng lên. Sử dụng cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước địch. Và bên kia sử dụng con thuyền trưởng để giảm tốc mình xuống, cũng như là câm lặng một số tướng của mình. Mình sử dụng Leo tấn công tiếp nào, nhưng mà bị Mô Long nó choáng rồi. Mình sử dụng con Macaron gây sát thương nối tiếp, nhưng mà bên kia lại xóa hiệu ứng đi, nhưng mà mình ra chiêu sau nên mình vẫn có thể gán sát thương lên được. Nhưng mà có vẻ đối phương cũng bị miễn nhiễm khá nhiều. Sophia vừa đã chết mất con Leo của mình rồi. Mình dùng Ngộ Không gắn kết liễu vào Sophia ở bên đối phương. Ở bên kia Ngộ Không thì cũng ra chiêu đánh trúng vào Macaron của mình, đập chết luôn rồi. Tăng tốc độ lên chuẩn bị phản công rồi. Cái điểm khó chịu của Ngộ Không nó sẽ tạo những cái phân thân nó cản trở những con đam đơn. Mình đấm chết Phượng Hoàng nhưng Phượng Hoàng còn một lần tái sinh. Cô gái Trung Hoa tấn công tiếp hàng trước nào. Kết liễu là Phượng Hoàng rồi. Ngộ Không đập xuống kết liễu của thuyền trưởng này. Mô Long nó không thể choáng Ngộ Không vì nội tại Ngộ Không miễn dịch choáng. Thì mình kết liễu con thuyền trưởng. Jin tấn công vào con Ngộ Không, giết con Ngộ Không yên tâm được. Con này gán hiệu ứng thành công lên con Ngộ Không rồi. Ata chém xuống các kết liễu Ngộ Không như hồi sinh thêm tướng này. Bên kia nó lại dùng con ADM xóa hiệu bất lợi bơm thêm máu lên. Chém xuống các kết liễu Ngộ Không không kết liễu được. Nhưng chuẩn bị Ngộ Không đập chết Ngộ Không này. Ngộ Không kết liễu Ngộ Không này. Ngộ Không bên kia đập trúng Ngộ Không bên mình nhưng mà may mắn mình còn xíu máu này, suýt thua. Còn đấy Ngộ Không mình chết là mình thua đấy. Nhưng mà may mình còn tí máu thì mình có thể lật kèo được. Bây giờ giải quyết được Ngộ Không thì có ưu thế hơn chút xíu rồi. Bên kia sử dụng phép choáng nhưng mà có phân thân Ngộ Không nó đỡ. Cô gái Trung Hoa kết liễu thành công của Mô Long phản và cô gái Trung Hoa nhiều máu vẫn sống được. Bây giờ còn hai con kia đánh đam đơn thì mình có lợi thế rất nhiều. Tại vì vẫn đang có cái phân thân Ngộ Không che chở bớt những đòn đam đơn. Con Ariel thì không gây sát thương, chỉ có Ata gây sát thương nhé. Bây giờ mình sẽ kết liễu con Ata trước. Dùng Ata bên mình thì chém Ata bên địch. Bên kia lại bơm thêm máu lên. Mình chém xuống kết liễu được không? Chưa giết được, chắc để Ngộ Không đánh bồi xuống thì chắc sẽ giết được. Ngộ Không kết liễu nào.
Ata kia chém chết cái phân thân của mình nhưng còn vẫn còn ngộ không đập xuống. Ok, giết thành công đó, coi như thắng vì con Ariel kia không có sức tấn công, nó chỉ ở con hỗ trợ bút máu thì nó sẽ không gây sát thương được. Nên cái này cơ bản là win được. Rồi qua Trung Hoa sẽ kết liễu nó. Tiếp tục sang một trận đấu khác, trận này ta lại quay trở về đây với con Seagate nhưng Ngọc Cam, nhưng tuy nhiên con Seagate này chưa cộng mắc 30. Con này nó có cái nội tại chém tất cả mục tiêu. Jin tấn công vào con cũng là một dạng con ma cà rồng đánh hàng sau. Con này nhiều khi đánh đau phết đấy, nên cố gắng kết liễu nó sớm đi. Thường con Jin tấn công con nào đầu tiên có lấy sức tấn công cao nhất thì phải giết nó sớm nhé. Dùng ngộ không để kết liễu nó chăng? Ngộ không kết liễu kịp không? Giết kịp là tốt rồi, giết kịp là tốt, đỡ một rủi ro rồi. Bây giờ con sát thương to nhìn tưởng là con ngộ không, nhưng con Seagate không phải là con cao nhất nên mình không thể tác động vào nó sớm được. Mình sẽ tìm cách kết liễu con ngộ không trước đấy. Ma cà rồng gây sát thương nối tiếp nào. Bên kia nó du ngủ hàng sau thì có ngộ không là miễn dịch được cái du ngủ. Còn mấy con kia dính hiệu ứng ở đây may cái là kháng được. Cô gái Trung Hoa có sẵn cái set miễn dịch. Còn con Potion là may mắn nó kháng được. Đập gần chết ngộ không nhưng ngộ không sẽ bị rút máu chết thôi. Không sợ đâu, leo đánh bồi phát kết liễu luôn à. Ố lại lên máu à. Ố lại chuyển ra phép chuyển đổi rồi vô tình đánh tăng máu cho lên đối phương rồi. Không sao, cứ gây sát thương nối tiếp tiếp đi. Bên kia thì Orochi vẫn có khiên bất tử vẫn chưa chết được. Nhưng mà con Seagate kia chuẩn bị chém tất cả mục tiêu rồi. Ngộ không đập chết ngộ không à. Bên kia tăng máu lên xóa những bất lợi nhưng có thể vẫn hy vọng đập chết được. Đập không chết à, không chết hơi căng à. Orochi tấn công, chưa kịp tấn công thì bị chết mất rồi. Poseidon giảm tốc địch xuống. Bên kia đập vậy chắc là chết Jin, có hai cái phân thân thì chắc không sống được. Đó là con Seagate kia đang tiềm ẩn rủi ro đang tấn công. Cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước này. Bên kia du ngủ, chắc cô gái Trung Hoa mình sẽ bị du ngủ. Tăng tốc độ đây chuẩn bị phản công này. Chắc là giết con Hawadam trước này. Leo tấn công lên hàng của ngộ không, vẫn không chết được. Này có lẽ dùng con tấn công tất cả mục tiêu chắc giết được cả. Rồi dùng con macro tấn công chắc giết được cả Hawadam với cả ngộ không. Ok, giết thành công hai con luôn rồi, đỡ rủi ro rồi. Còn con Seagate nữa, con Seagate nó vẫn chưa chết. Nó đang tiềm ẩn cái chiêu đánh tất cả mục tiêu. Ngộ không đập xuống và giết chết con ấy mà con du ngủ. Nhưng bên kia nó chém tất cả mục tiêu rồi. Nó chém khá là đau đúng không? Nhưng vẫn còn đủ máu để trụ nó. Nó không thể chém hai lần tất cả mục tiêu liên tiếp, nó sẽ đánh đơn mục tiêu nên vẫn còn một phần thời gian. Mình phải nhanh chóng kết liễu hàng trước để tấn công xuống hàng sau. Cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước, giết được một con nữa rồi. Ata chém chết Mô Long đi. Seagate chém thì chắc là trúng cái phân thân thôi, vẫn còn thời gian. Chém không chết Mô Long. Mô Long chết đánh trúng vào cái phân thân ngộ không. Phân thân ngộ không vẫn đang cản được con Seagate. Seagate chuẩn bị nộ tiếp nên dùng ngộ không cóng kết liễu Seagate sớm đi. Ôi ra bất tử, bất tử thì mình sẽ bị mất tác dụng đòn này. Nhưng vẫn còn cơ hội, cứ bình tĩnh phải cười cái liễu Seagate. Nó hết khiến bất tử thì mình ra đòn cô gái Trung Hoa chắc sẽ giết được thôi. Bây giờ xem nào ra đòn trước là nào thôi. Mình lắm tướng hơn thì mình cứ để cho đánh chậm chậm như vậy thôi. Để cho đúng là họ ra chiêu thì mình sẽ dùng con của mình counter chiêu của họ. Mình cứ để đánh bình thường nhé, không cần ra chiêu sớm. Để cho Seagate họ bắt đầu ra chiêu, bắt đầu mình ấn để kết liễu nó. Đây bây giờ mình ấn cô gái Trung Hoa kết liễu này. Tại mình có lợi thế, mình lắm máu hơn, lắm tướng hơn, lắm máu hơn thì mình có thể chờ được. Còn nếu đấy mình mà chỉ cân bằng tướng với nhau là mình sẽ thua. Nhưng đây là do mình nhiều tướng hơn, mình có thể chờ đối phương ra chiêu trước để tấn công phủ đầu với chiêu của họ. Như vậy trận này win tiếp nhé. Tiếp tục sang một trận đấu khác, trận này nó hơi thiên về hiệu ứng bất lợi tí vì có con Mosu, con này có thể nhân số hiệu ứng bất lợi lên. Nó khá là nguy hiểm. Orochi tấn công một con gấu đầu thì đấy đánh chết mục tiêu sẽ hồi máu lên giết nó sớm cho lành. Tên một nó có cái ấn thạch miễn dịch nên mình không gây sát thương nối tiếp được. Jin tấn công một tóc tím phải quán kết liễu nó sớm. Bên kia thì Nikki nó gây hiệu ứng bất lợi cho hàng sau mình rồi. Leo đánh bồi tiếp quán kết liễu địch sớm. Bên kia Leo địch cũng ra đòn. Hai bên đều dùng Leo phủ đầu sớm. Cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước rồi. Ồ, mấy khởi đầu mình đã bị chém gần như sắp hết máu luôn rồi. Không nhanh chóng mà hồi sinh lại tướng là cũng mệt đấy. Macron gây sát thương nối tiếp, còn bên kia tướng hàng sau mình sắp vỡ rồi. Hàng sau mình chỉ còn tí máu thôi. Nhìn ra bên kia đối phương cũng bị tương tự như mình. Orochi tấn công lên thì thường tăng máu chính nó, giết Leo rồi. Giết thành công Leo đối phương rồi. May là cái sát thương nối lan của bên kia nó rơi trúng cái phân thân của ngộ không.
Mosu tấn công của mình nó nhân thêm hiệu ứng lên. Bây giờ phải căn làm sao cho Ngộ Không Ata ra đoàn hợp lý. Ngộ Không đập xuống có giết liễu được Ata không giết được, nhưng mà đánh thường là chết thôi. Phát này ăn may đi, phát này nếu mà một số khả năng khác, nhiều khả năng cũng thể vẫn bị thua ấy. Phát này may kiểu đối thủ dừng như sao mình thắng được. Chứ còn đánh đấy chưa chắc đã thắng, mặc dù vẫn có lợi thế thắng nhưng mà chưa chắc đã thắng đâu. Nhưng mà này có chung là coi là một sự may mắn. Tiếp tục sang một trận đấu khác đã quay trở về cặp Ngộ Không đi cùng với Jin. Và họ có hai con hỗ trợ nhiều, đó là con Tarani và con ngựa. Ở đầu dù cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước. Jin tấn công chính Jin đối thủ. Ở trận này mình nghĩ mình may mắn rồi, mình thấy cảm giác đối thủ không tấn công, có lẽ trận này người ta treo máy, người ta đánh cho xong nhiệm vụ hàng ngày. Người ta thấy ở đây gần như người ta không có phản kháng mình không? Thì nếu người ta không phản kháng mình chắc chắn mình sẽ thắng rồi, trận này thắng kiểu ăn may thôi. Trận này ăn may, trận này không có gì đáng xem cả, vì trận này win chắc chắn rồi. Đối phương đứng yên thì mình tấn công kiểu gì mình chả thắng đúng không? Nó chỉ khó khi mà hai bên đều tương tác với nhau thôi. Còn đây là một mình đánh, một bên kia người ta không làm gì cả, chắc chắn mình sẽ win rồi. Thỉnh thoảng trong quá trình chiến đấu sẽ được những trận kiểu đấy. Bây giờ thong thả giết thôi. Cứ tấn công liên tục thôi, cái này không phải sợ người ta counter gì cả. Bây giờ người ta mới xuất chiêu này, nãy giờ người ta treo máy thôi, bây giờ mới đầu xuất chiêu. Bây giờ thì gần mỗi con ngựa chả tấn công được rồi. Lúc đầu họ không tấn công, bây giờ họ mới bắt đầu mới tấn công, chắc họ treo máy hoặc bị lag gì đó, họ bây giờ ấn thì giờ đã quá muộn rồi. Bây giờ thì mình cứ thong thả kết liễu thôi. Phải đánh từ lúc đầu cơ, bây giờ đến đoạn cuối thua rồi thì chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Tiếp tục mình ghép một cặp khác xem phát này thế nào nào. Nó sẽ gặp chiếc con tóc tím, chắc tỷ lệ cao chiếc con tóc tím mình trước này. Con này thường là con nguy hiểm nhất trong team và thường là con sức tấn công cũng cao nhất nữa. Thường có Camilla, có lẽ đối phương sẽ có cái phép bổ trợ bất tử, thường là đoán như thế. Lại chưa có Jin, chắc là dùng cô gái Trung Hoa tấn công trước vậy. Bên kia dùng con Renny tấn công trước để tăng cái mana lên. Mình sử dụng con Jin để tấn công vào con tóc tím. Bên kia dùng con Ariel để xóa hiệu ứng rồi, nhưng mà kệ, dùng con Jin tấn công rồi. Giết con tóc tím sớm, bên kia Nikki gán hàng sau. Poseidon chắc là xóa bớt hiệu ứng có lợi của địch đi. Không, bây giờ tìm cách làm sao là giết chết con tóc tím, bây giờ cũng không đập một phát chắc là giết được. Chỉ sợ không đủ mana thôi. Chờ cho nó ra chiêu. Vẫn không ra chiêu. Thôi, đổi mục tiêu mất rồi. Thôi thì Macron tấn công, mình định chờ nó ra chiêu mình ấy mà nó lại chờ mình ra chiêu trước. Thế mới khổ ấy. Thôi chết dở rồi, phát này bất lợi rồi. Giờ thì hy vọng Leo tỏa sáng, Leo tấn công nhanh nào. Ôi thôi Leo chém rồi, phát này bất lợi rồi. Vì mình chờ người ta ra chiêu để mình counter họ ấy. Nhưng họ cũng chờ nhây hơn mình nên mình bất lợi phát này rồi. Bây giờ mình có gái Trung Hoa, phát này mình thua rồi. Cái rủi ro của việc là chờ đối phương tấn công để chặn đối phương là cũng dở vậy. Phát này mình thua rồi. Tại vì người ta còn lầy hơn cả mình. Team mà tao khỏe hơn, người ta chờ được. Mình bắt đầu thấy yếu yếu, mình phải đánh. Mình thấy người ta đánh được thì mình luôn. Nên là không phải lúc nào chờ đợi cũng tốt nhé. Nó tiếp tục đi ghép cặp tiếp. Tiếp tục lại gặp con tóc tím tiếp. Sao team này giống cái team nãy nhỉ? Hay là chính là team nãy? Ná ná nhau ấy. Không biết là đúng bạn nãy không? Nãy mình không nhớ tên. Ở trong cái team ná ná. Thì giết con tóc tím trước thôi. Nhưng phát này chắc sẽ không do dự nữa. À phát này không không phải team nãy, phát này team khác. Thì cái này team con Battle con cao nhất. Ồ, con Leo bên kia đánh đau thế. Jin tấn công này. Sợ đánh phát hai phát là chết luôn hàng một của mình ấy. Ui đánh đau vãi trưởng thôi. Leo tấn công này. Poseidon xóa hướng bất lợi của địch này. À xóa hướng có lợi của địch này. Ngộ Không đập xuống để cản cái con bên Ganymede kia, nó hồi sinh luôn. Chặn hồi sinh luôn. Leo tấn công rồi.
tí máu cuối cùng khi Leo ít máu đam rất là to nhé. Nó được nhân lên khi nó dưới 40% máu đam rất to. Nhưng phát này căn bản là còn mỗi mình Poseidon thì khó rồi. Vẫn thua. Thì mỗi mình Poseidon thì hơi khó. Và quả rồi Leo ít máu thì bạn thấy chém phát bay thường con. Phát này thua rồi. Địch đông hơn thì không thắng được. Ngày xưa mình khá coi thường cái con võ sĩ đỏ đỏ này. Nhưng dạo này mình thấy đánh đau phết. Có lẽ hơi bị khinh thường nó quá. Nhưng mà do mình không dồn nó vẫn phải bỏ qua nó thôi. Tiếp tục ghép cặp tiếp nhé. Nãy giờ thua liên tiếp, mình không biết phát này có lật lại được không. Hy vọng phát này sẽ win lại được. Phát này khởi đầu cho cô gái Trung Hoa tấn công trước đi. Cô gái Trung Hoa tấn công. Ở bên kia dùng Nikki gắn hàng sau. Nikki là ATK cao nhất thì mình sẽ dùng con Jin tấn công để giết Nikki sớm. Mình dùng Jin tấn công vào dùng Jin tấn công Nikki. Xong không đánh bồi mà. Bên kia lại cân bằng máu mất rồi. Macaron gây sát thương đối tiếp đã. Búp tí giáp thì không sợ. Poseidon xóa luôn cái giáp đi. Orochi tấn công đi. Trước khi chết cũng phải cố gắng giết một con. Chưa giết được một tí nữa chắc là hiệu ứng sẽ giết được. Là bơm máu lên thì chắc đã chết. Ngộ không đập chết con ngựa đi. Trước khi nó lại đập trúng Ngộ không mình chắc Ngộ không mình hy sinh. Ôi giời không chết ngựa. Ảo vãi trưởng ra. Tăng tốc độ đây nè. Chuẩn bị tớ tấn công hàng sau. Thôi bị choáng mất rồi. Trời ơi đáng định cho Leo tấn công. Thôi cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước vậy. Đáng định tấn công hàng sau của Leo nhưng mà chết rồi thì cho tấn công này. Jin kết liễu Nikki. Jin kết liễu Nikki được. Đánh được đấy. Không chết, trời ơi không chết. Macron tấn công tất cả mục tiêu là nó sẽ hy vọng được. Mình chỉ sợ nó chuyển choáng thôi. Đừng chết Leo. Không chết Leo là ngon rồi. Giết được con Nikki. Với lại con Mikene. Chuyển sát thương nối tiếp sang, cố gắng giết nốt con Hawadam đi. Bị transfer sang kệ nó. Jin tấn công tiếp nào. Hồi nó chém bầy dễ bị ăn trắng cho Jin rồi. Cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước đi. Mình vẫn có hy vọng phải giết được. Giờ quan trọng là cô gái Trung Hoa ra chiêu lúc này này. Choáng nào. Ui kháng à, trời ơi đen hết rồi bị kháng. Phải chuyển ngược hiệu ứng cho địch đã. Rồi phát này quay Trung Hoa phải sống rồi, phát này chết thì vỡ mặt. Thôi giời chết mất rồi. Còn đấy bị ăn quả choáng chứ không là kết liễu rồi đấy, khổ lắm. Nói chung nãy giờ vô duyên thế nhỉ. Còn đấy mà không bị choáng phải đánh được không. Nãy giờ ăn một cái chuỗi liên hoàn thua rồi, bây giờ phải thắng lại một trận chứ. Sophia ngộ không nữa thứ. Này chắc là cho Macaron ra gây sát thương đối tiếp sớm đi. Bên này có mỗi một con đầu nó có khả năng miễn dịch thôi. Mấy con này không dính hiệu ứng với nhau ấy. Để mình xóa thêm phát nữa. Thì cho Macaron đánh thêm phát nữa. Tao dùng Poseidon để xóa cái hiệu ứng bơm máu nữa của nó đi. Poseidon xóa đi nào. Tao ngồi dùng Leo tấn công hàng sau. Dùng Ngộ không cái liễu Sophia sớm thì nó đánh đơn mục tiêu. Giết thành công một con rồi. Tao dùng Jin tấn công Ngộ không. Tấn công Ngộ không địch rồi. Chưa giết được. Orochi đánh bồi đi. Tăng máu ở chính nó luôn. Cái phần thân sẽ cản khỏi Moon nên Orochi vẫn tấn công được. Chơi thêm quả sát thương nối tiếp thôi. Đó giết nó còn Ngộ không cho yên tâm. Không biết có kịp mana cho Ata chém xuống. Ata chém Ngộ không được. Chém thành công là ngon. Ok tuyệt vời rồi. Giết được cái phân thân của Ngộ không rồi nhé. Leo đánh tiếp vào hàng trước này.
ít máu thì Leo đam sẽ to lên chứ. Đam sẽ to hơn rất là nhiều ấy. Không có cái nút nào tăng tốc độ mà thôi dùng Poseidon tiếp đi. Poseidon tấn công tiếp mà. Quáng xóa thì không có lợi của địch, xong rồi sau chan phương ngược cũng bất lợi của địch sang cho địch. Xóa được không? Hồi chiêu chưa? Hồi chiêu thành công rồi mà xóa không hết. Chuyển ngược tiếng bất lợi cho địch này. Bên kia người ta gần chết rồi, chắc cô gái Trung Hoa ra chiêu này hợp lý hơn. Người ta búp khiên này, kệ khiên thì cô gái Trung Hoa có tấn công. Cô gái Trung Hoa kết liễu địch nè. Quáng giết chết hàng trước này. Leo hy sinh chắc chắn rồi. Không chết được. Jin tấn công nè. Chắc giết đừng con chứ. Không chết. Thì đang búp giáp nhiều quá. Gây sát thương nối tiếp sang đi. Mặc dù có thể con ngựa sẽ xóa hiểu cũng đi rồi. Làm sao để Ata chém xuống kết liễu một con ma cà rồng đầu thì xác suất giết không cao thôi, Ngộ Không đập xuống đi. Đập chết cái con đam phía sau chứ đã. Ngộ Không nó biết dịch choán không sợ lắm. Để tạo phân thân cản địch một tí xong tăng tốc độ lên, chuẩn bị tấn công này. Bây giờ làm sao để Ata phải ra là chiêu cơ, Ata không ra là chiêu là dở lắm. Bây giờ cho Poseidon đánh trước xem có xóa được cái hiệu ứng hồi sinh của địch không đã. Xóa được hồi sinh của địch một lợi thế. Ata chém xuống tiếp này, có giết được ma cà rồng không là vấn đề. Ma cà rồng sẽ hút máu hai bên chưa chắc đã giết được. Vẫn chưa giết được. Poseidon đánh tất cả mục tiêu tiếp thì Ngộ Không đứng trước là sắp chết rồi. Cái phân thân chỉ đỡ nốt một hai đòn nữa. Ata chém xuống tiếp thì Ngộ Không sắp chết rồi. May ra thì bơm được máu lên. Còn đen đính chuyển chịu nữa. Ma cà rồng nó hút máu hai bên thì sẽ chưa kết liễu được. Poseidon đánh tiếp đi. Có xóa được cái bất tử không? Vẫn chưa xóa được bất tử. Ngộ Không sắp chết với đau. Bây giờ làm sao để cho Ata chém được mới khó ấy. Ata chém phát này không chết được ma cà rồng thì mình sẽ không hồi sinh được tướng. Con này khó rồi. Giờ có mỗi Ata cần tìm cái này khó. Vì Ata có nguy cơ sẽ bị con Zanet nó choáng. Nên phát này rất là khó cho mình luôn. Phát này khéo lại thua tiếp rồi. Để đánh chết con Poseidon được hết con che chở cho con Ata rồi. Ata chém lại không chết ma cà rồng là mình khổ rồi. Phát này Zanet thì gần choáng một phát là mình đơ luôn. Phát này dường như thua rồi. Vẫn chưa thắng được. Đi tìm chiến thắng để kết thúc video mà vẫn chưa được thế. Cố đánh thêm trận nữa đi. Cái ghép cặp nó hơi hên xui chút xíu. Mà thua nãy giờ sao mà đứng hạng 891 nhỉ? Chả lẽ giờ ít người chơi như thế sao? Nói chung là game dạo này nó cũng không được thuần thịnh như cái thời đầu nữa. Về dạo ở đây mình không biết là do mình ít để ý thông tin hay sao. Mình cảm giác mấy cái giải đấu eSports của game này gần như không thấy đâu nữa rồi. Đặc biệt là sau cái đợt mà nó kiểu ra mắt cái nền tảng NFT mà có vẻ không được thành công cho lắm thì có lẽ là nó hơi ảnh hưởng game một chút xíu. Nhưng mà vì cái thương hiệu nó cũng lớn thì thường thường nó cũng chả sập được. Nó cứ cầm chừng nó vẫn update tướng hàng tuần nhưng mà cảm giác thấy nó không phát triển như đợt đầu nữa. Có thể nhà phát hành nó tìm cách gì đó để vực nó lên. Thôi để tua qua tí đoạn thời gian chờ, thấy thời gian chờ dài quá. Mình đang cố đi tìm một trận thắng để kết thúc video đây, hy vọng sẽ là trận này. Lâu lắm lại gặp được con rồng này sẽ cân bằng máu địch lại để kết liễu với lượng máu ít hơn, nó sẽ đều san đều tất cả máu ra. Nói chung là về chiêu thức của tướng thì hầu như nắm được, nhưng mà áp dụng vận hành nó thì nhiều con lực bất tòng tâm không luyện được. Jin tấn công có tóc tím à? Cho Poseidon xóa luôn cái giáp của địch đi. Giáp ATK xóa hết đi. Orochi tấn công lên nào, gắng gây sát thương vào con tóc tím này. Gắng cây liễu nó sớm. Con kia nó cân bằng máu lên thì mình tiếp tục tấn công và gây sát thương nối tiếp cho nó tụt xuống. Leo đánh bồi vào đi. Chuẩn bị cho Ngộ Không đập xuống. Ngộ Không cây liễu con tóc tím này. Bên kia con thuyền trưởng nó giảm tốc tâm đạo mình nhưng quan trọng là đập chết con tóc tím trước đã. Bây giờ còn cái con tóc đỏ bên này nguy hiểm này. Jin tấn công vào cái con cha sơn trước đi. Giết cái con cân bằng máu trước đi cũng được. Mà sợ không giết nổi chứ. Đánh khá là đau, con này đánh rất là ảo. Ma cà rồng gây sát thương nối tiếp mà. Con rồng kia có lúc nó sẽ bất lợi, có lúc nó lại có lợi. Lúc như kiểu mình đang ít máu quá, nó đánh vào nó cân bằng máu lại lợi cho mình. Nhưng lúc mình đang nhiều máu quá, đôi khi nó lại đánh ít quá, con khác đánh bồi thêm vào mình sẽ chết rồi. Nên đánh nó cũng hên xui, lúc nó lợi, lúc nó bất lợi. Poseidon vắng xóa hướng của địch tiếp mà. Cái con nguy hiểm nhất thì không bị xóa, thế mới đau, xóa nó sẽ tấn hụt. Leo tấn công này, ít máu thì đang sẽ to hơn. Jin tấn công vào tóc đỏ, choáng kịp không? Choáng kịp đi không đánh đau lắm.
choáng kịp rồi, choáng kịp rồi. À không, không choáng. Đậu phộng nó không choáng mới đau chứ. Tưởng choáng rồi mà không choáng. Orochi tấn công một con tóc đỏ này. Trước khi hết thiên bất tử ông tấn công nó, để giết được con đấy mới an toàn được. Vì hàng trước chắc là mỗi Orochi có hội sống thôi, cái con kia gần như sẽ chết thôi. Poseidon đánh cạo một tí để cho Orochi đánh tiếp để tăng thêm máu đi. Thế hàng trước gần như không sống được đâu. Tăng tốc độ này. Bây giờ hy vọng mỗi Orochi thôi. Mà dậy bị ăn choáng à. Chuyển được cái choáng đi cho Orochi ra đòn trước khi nó hết cái bất tử, hết bất tử là mệt lắm. Kịp không? Ui giời, ấn nhầm con, trời ơi phải ấn Orochi chứ, ấn nhầm rồi. Ok, sắp thường nối tiếp sang cố rồi, chắc phần này thua tiếp rồi. Khổ quá, nãy giờ đánh toàn thua thôi. Ở đấy ấn Orochi kịp thì may ra còn lên được máu, nhưng mà đấy ấn nhầm con mới đau ấy. Giờ mỗi Poseidon thì thua chắc chắn rồi. Vẫn chưa tìm được chiến thắng, vẫn đang bị thua tiếp. Thì ghép cặp tiếp nhé. Tụt hạng hơi bị nhiều đấy. Sophia ngọc cam, có Teresius này ngọc cam đấy, với giá nếp với cáo. Mình thì không có nhiều ứng có lợi lắm, mình không sợ cáo lắm, mình chỉ sợ mấy con kia thôi. Chắc là gì đánh trước vào con Sophia trước cho lành. Sophia nó hay hồi được chiêu với mức độ 2 mana nguy hiểm. Ngộ không đập bồi phát là chết luôn cái con Sophia cho lành. Rakan đập phát chắc chưa chết được đâu. Đánh khá đau nhưng thôi kệ, cái ngộ không đập chết Sophia đã. À ta chém thì chắc chắn Orochi mình chết rồi, khắc tinh của Orochi rồi. Ô không chết con Sophia, đánh bồi phát cho chết luôn này. Vẫn không chết. Thế thì Macaron đánh thêm đi cho chết Sophia rồi, thế ba con đánh liên tiếp mà không chết được nó. Vẫn chưa chết, nhưng mà chắc là rút máu chắc là chết thôi. À Zadet đánh thì tăng thêm tí máu, ghét thế nhỉ. Macaron làm thêm phát nữa chăng. Macaron đánh thêm phát nữa đi. Cho gây thêm sát thương đối tiếp tiếp. Nó chỉ gây bất tử thì không sợ. Chào giết được Sophia. Cho Ata chém chết Rakan đi. Ata chém chết Rakan đi. Thiện đường có thể hy vọng hồi sinh được tướng. Hồi sinh được rồi. Jin tấn công tiếp vào cho chết Sophia. Đánh nãy giờ không chết, giờ dùng Jin đánh thêm phát nữa là chết. Giết chết một con đam chủ lực đã. Leo thì gần như lại hy sinh tiếp rồi. Gây sát thương đối tiếp sang rồi. Bên kia phân thân sẽ cản Ata một chút xíu. Ồ không, cái liếc con Teresius đi, còn đấy nó ngọc cam. Giết mấy con ngọc cam trước đi. Chắc là chết thôi. Ok đúng không? Để kiếm một trận thắng rồi. Cô gái Trung Hoa tấn công hàng trước này. Hàng trước sắp chết rồi. Bất tử ra hàng sau, mình tấn công hàng trước thì mình không sợ lắm. Tuyệt vời. Jin tấn công vào con Thổ Moon này. À ta chém trúng con nào đấy. Ôi chém trúng lúc Jin của mình à. Chuyển ngược sát thương nối tiếp cho địch. À chuyển ngược sát thương lan cho địch. Để thoát hiệu sát thương lan, tăng tốc độ để chuẩn bị phản công này. Mình vẫn có ưu thế. Ngộ không đập xuống này. Dù ngộ không hơi mạo hiểm một tí, có thể bị địch tấn công. May phát này thành công. Để tạo phân thân rồi có lợi thế rồi. Ngộ không đập tiếp này. Khi liễu con cá phát này win rồi. Cuối cùng chịu win rồi. Phát này win chắc chắn rồi. Có cái phân thân sẽ cản con đam đơn thì không sợ lắm. Cái choáng là hướng vào ngộ không, miễn dịch choáng cũng không sợ. Ngộ không đập chết con cáo này. Bây giờ thì ưu thế tuyệt đối rồi. Giờ dùng chắc là dùng cô gái Trung Hoa kết liễu con Khởi Môn. Chờ tí là hồi mana đấy. Ngộ không miễn dịch choáng chả sợ lắm. Cô gái Trung Hoa kết liễu con Khởi Môn thì không cần chờ ra chiêu đâu. Mình đánh nhiều đòn hơn. Đấy, cuối cùng thắng được một trận. Nói chung là chuỗi sau đánh hơi bị te tua một chút xíu, nhưng mà đánh mãi rồi cũng thắng thôi. Và thắng là cộng điểm lên lại tăng hạng trở lại thôi. Lại quay về bậc thầy 4000 nữa. Rồi, ok thì có lẽ là thôi trong video đánh vậy thôi. Cũng tạo cuối hơi nát, hơi thua hơi nhiều tí, tôi chấp nhận vậy. Cứ lên xuống hạng một tí vậy thôi. Đấy thì bạn nào thấy video này thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Và thôi bây giờ có lẽ mình kết thúc video ở đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.